Công ty cổ phần Thành Nam, mã TNI, vừa qua đã có văn bản giải trình quý 3 năm 2023 báo cáo tình hình khắc phục tình trạng cổ phiếu vào diện cảnh báo tới Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Cổ phiếu TNI chính thức bị HOSE đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 18 tháng 2 năm 2022. Nguyên nhân bởi lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ âm trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021. Từ thời điểm đó đến nay, cổ phiếu của công ty luôn trong tình trạng bị cảnh báo dù đã có nhiều văn bản giải trình nguyên nhân và phương án khắc phục. Cuối tháng 8 vừa qua, HOSE quyết định tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với TNI. Lý do là doanh nghiệp lỗ ròng 28,63 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2023 và lỗ sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2023 là 36,54 tỷ đồng, chưa đáp ứng quy định. Với quyết định này, TNI cho biết tình hình kinh doanh của công ty trong quý 2 năm 2023 đã có sự cải thiện so với quý đầu năm, với lợi nhuận ròng là 7,8 tỷ đồng. Doanh nghiệp giải thích quý 1 năm 2023 là thời điểm khó khăn nên ngay từ đầu quý 2, TNI đã triển khai nhiều giải pháp với định hướng duy trì tồn kho ở mức thấp nhất, giảm rủi ro khi thị trường biến động, đồng thời thắt chặt chi phí, cắt giảm các khoản chi không cần thiết để hạ giá thành, tăng cạnh tranh. Bên cạnh đó, các chính sách, phương án kinh doanh mới được áp dụng làm tăng hiệu quả, bám sát thị trường và thúc đẩy tiêu thụ. Dù vậy, lũy kế 6 tháng, doanh nghiệp vẫn thua lỗ. Về biện pháp khắc phục, TNI cho biết các chính sách chính phủ trong nửa đầu năm 2023 nỗ lực giảm lãi suất, tăng dư nợ tín dụng, khả năng tiếp cận vốn, giảm thuế đã phần nào tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp như TNI. Doanh nghiệp chia sẻ hiện đang theo dõi sát sao diễn biến thị trường trong nước và thế giới, chủ động dự báo biến động rủi ro thị trường nhằm đáp ứng tốt các mục tiêu sản xuất kinh doanh, đồng thời đẩy mạnh việc khai thác thị trường, tìm kiếm khách hàng, áp dụng chính sách ưu đãi phù hợp thực tế. Một mục tiêu khác là nâng cao tính thanh khoản của hàng tồn kho thông qua xây dựng phương án mua hàng có chọn lọc, tìm nguồn cung, bảo đảm sản xuất thuận lợi với giá cả hợp lý, phát hiện kịp thời, xử lý hàng hóa ứ đọng quá lâu. Thanh khoản các khoản phải thu cũng là mục tiêu cải thiện thông qua theo dõi, phân loại chi tiết các khoản nợ, cập nhật tình hình thanh toán, đối chiếu công nợ với khách hàng.